Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 66-27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em nào ở thành phố có thể qua bên mình xem máy trực tiếp. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hình thức là ship nhanh nha. Trong vòng 1 tiếng là mọi người có thể nhận được máy rồi. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400. Số thứ hai là 06-8748. Số thứ ba là 0585350 nha. Ba số điện thoại này mình đều xài Zalo. Anh em có muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là trong fanpage nha. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy thì có hỗ trợ thêm tai nghe, một số máy cổng tai nghe bằng tai C thì bên mình sẽ không hỗ trợ nha. Bên mình thì bán điện thoại có nhận đơn ship co toàn quốc luôn. Anh em nào ở xa có nhu cầu mua điện thoại, đổi điện thoại thì mình cứ inbox bên mình nha. Bên mình ship hàng đi tỉnh cho mọi người được kiểm tra test máy trước khi anh toán đầy đủ tiền nha. Mọi người chỉ cần cọc cho bên mình phí ship thôi, bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra trước khi anh toán. Rồi, đầu tiên hôm nay là cây Samsung S22 Ultra nha. Hôm nay có một cây rất là đẹp luôn, đẹp ke nha. S22 Ultra, hàng chính hãng nha, RAM là 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Hàng chính hãng 2 SIM. S22 Ultra nha. S22 Ultra chứ S23 Ultra thì nó hầu như giống hệt nhau nha mọi người. Giống gần như giống nha, nhìn không thể nhận biết luôn đó. RAM 8, bộ nhớ trong 128, chip 8 Gen 1 nha. Ngoại hình đẹp, màu này giống như màu nâu rồi, màu tím gì đó. Cây này thì giá bán của bên mình là 14.850.000 nha. S22 Ultra 14.850.000, RAM 8, bộ nhớ trong là 128GB. Vivo V17 Pro nha, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Chạy máy thì tầm 98 nha, có trầy nhẹ. Con này thì được cái camera trước là trượt lên là camera kép nha. Và máy 4 camera sau, V17 Pro thì được cái màn hình OLED RAM 8GB. Ngoại hình con này cũng còn khá là đẹp nha. Giá thì chỉ có 3.250.000 thôi. V17 Pro 3.250.000. iPhone 7 Plus 128GB, pin 100 nha. Con này thì ngoại hình tầm 98, giá bán là 3.350.000. 3.350.000 nha. iPhone 7 Plus 128GB. Xiaomi, con này là Mi 10S RAM 8 phiên bản 256GB nha, tha hồ lưu trữ luôn. Máy thì còn đẹp keng 99 nha. Mi 10S chạy chip 870, camera 108 chấm nha, máy còn rất là keng luôn. 6.3 cho bản 256GB nha. Xiaomi Mi 12T, con này nứt nhẹ cái lưng nha. Chạy chip Dimensity là 8100 nha, hàng chính hãng, camera 108 chấm này, nứt nhẹ đây. Rất nhẹ thôi, giá cực kỳ yêu thương luôn, 6.250.000 nha. Mi 12T 6.250.000 thôi. Samsung Note 20 Ultra bản Mỹ. Bản Mỹ thì sẽ xài được 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM nha. Con này thì RAM 8, RAM 12, bộ nhớ thì chỉ có 128GB thôi. Bản Mỹ thì toàn 128 nha mọi người. Máy còn rất là đẹp, giá bán thì chỉ có 7.950.000 thôi nha. iPhone 11 pin 85, con này ngoại hình 97 nha, đây ngoại hình 16, ngoại hình 97, màn hình nó cũng có hơi trầy. Giá thì chỉ có 5.9 thôi, iPhone 11 nha, nguyên zin luôn. XR 128GB pin 100, máy đẹp nha, giá bán là 5.950.000 XR phiên bản 128GB nha. Xiaomi 12 hàng chính hãng, RAM 8 256 đẹp keng, 7.9 nha, có cắn nhẹ chứ không đẹp keng nha. 7.9 Xiaomi 12 nha, chạy chip 8GB 1. iPhone 12 nha, 128GB, pin 86, ngoại hình con này tổng thể tầm 97 nha, giá bán là 9.2 iPhone 12. Google Pixel 3a XL nha, 3a XL thì con này thì màn hình là màn hình OLED nha. Màn hình OLED rất là mượt luôn, Google thì siêu mượt này, vuốt cực kỳ nhanh luôn. Con này chạy chip Snapdragon là 670 nha, 670. RAM thì hình như là 4GB nha mọi người.
Máy thì nói chung là rất là mượt luôn, camera Google thì camera rất là đẹp rồi. Nét rất mượt. Pixel. Mặt lưng hơi trầy nha, mặt lưng hơi trầy. Pixel 3AXL nha, lưng hơi trầy. Giá bán của bên mình là 1 triệu 950 nghìn nha, 3AXL. 1 triệu 950 nghìn thôi. Google nó rất là mượt nha mọi người, cực kỳ mượt mà luôn. Tiếp theo là có cái Xiaomi. Con này chip mạnh nè. Chip Dimensity là 820. Con này chưa có tiếng Việt nha, màn hình OLED luôn. Redmi 10X Pro. RAM 8GB nha. Bộ nhớ trong 128, màn hình nó có ám nhẹ nha. Đây, màn hình ám nhẹ nè. Ám nhẹ nha. Ám nhẹ thôi. Nói chung này ám này là chắc xài TikTok nhiều quá ám nha mọi người. Con này thì sách tay, chưa có tiếng Việt, cấu hình rất là mạnh. RAM 8GB, nhớ 128 nha, màn hình OLED, máy nguyên zin luôn. Camera đẹp nha, pin pin của dòng Xiaomi thì rất là trâu luôn. Cái này thì giá bán của bên mình là 2 triệu 650 nghìn nha, 2 triệu 650 nghìn. Con này là con Samsung Galaxy Z Flip 35G nha, Z Flip 35G. Cái này ngoại hình nó hơi trầy nha, RAM 8/128 hàng chính hãng, ngoại hình hơi xấu xíu. Hơi xấu nha. Đây, ngoại hình nó hơi trầy nè. Giá rẻ thôi. 6 triệu 9 nha, 6 triệu 9. Hơi trầy tí. Z Flip 35G, RAM 8/128 hàng chính hãng nha, máy thì nguyên zin. Hàng chính hãng 6 triệu 9 nha. Hàng chính hãng thì sẽ được hai sim, một sim vật lý và một e sim nha. iPhone 13 Pro Max. Con này 256GB màu gold, màn hình đẹp keng 99 nha. Máy thì nguyên zin luôn, con này thì pin còn tới 100% luôn nha. Pin 100 nè, máy đẹp keng. 13 Pro Max màu gold. Giá bán của bên mình là 19 triệu 8 nha, pin 100. Những cái này thì màn hình là màn hình Samsung nha mọi người, màn hình Samsung nên khỏi lo bị màn vì sọc màn hình nha. 13 Pro Max thì hầu như cái màn BOE thì nó mới sọc nha, còn màn Samsung thì nó không sọc nha mọi người. Máy đẹp keng như mới luôn á, bản Mỹ vừa hết bảo hành thôi, pin 100 luôn, máy nguyên zin nha, nguyên zin. 19 triệu 8 cho 256GB nha, khoảng 256GB lưu trữ luôn. Này có cây Poco X3 Pro nha, giá rẻ luôn. Con này thì RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128GB, chạy chip Snapdragon là 860, màn hình Full HD, camera 48 chấm nha. Con này ngoại hình tổng thể nó hơi trầy, đây hơi trầy nha. Anh em nào mà chiến game thì mua con này nha, con này thì chip 860 rất là mạnh luôn, cho anh em nào có nhu cầu chiến game. Nó hơi cắn, hơi trầy tí. RAM 6, bộ nhớ 128, Poco X3 Pro. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha, 3 triệu X3 Pro. iPhone 13, con này thì hàng Việt Nam nha. FPT nó đang bảo hành, con này thì còn bảo hành của FPT nha, FPT bảo hành 2 năm. Con này thì còn bảo hành gần 1 năm của FPT. Hàng Việt Nam, 128GB, pin thì còn 88 nha. Pin 88, màu đỏ đẹp keng, chạy nhẹ một tí thôi, chạy nhẹ một xíu thôi nha, còn rất là đẹp luôn. iPhone 13. Giá bán của bên mình cây này là 13 triệu 4, 13 triệu 4 nha, iPhone 13. Còn bảo hành của FPT nha, còn bảo hành FPT gần 1 năm nữa. Tiếp theo là iPhone 11 Pro Max. Màu xanh, máy đẹp, pin cao nha, con này pin cao luôn. Pin 93 nha, nguyên zin. 11 Pro Max 64GB, máy thì còn rất là đẹp nha. Nguyên zin app luôn. Cây này thì giá bán của bên mình là 10 triệu nha. 11 Pro Max, pin 93, 64GB, quốc tế, bản Mỹ nha. Samsung Note 20 5G, RAM 8/256, ngoại hình 99 nha, 5 triệu rưỡi. Ngoại hình đẹp keng 99, 5 triệu rưỡi nha. Xiaomi Redmi 10C, RAM 4, bộ nhớ trong 128GB,
2.250.000. Con này thì màn hình to, pin trâu nha, màn hình rất là to, pin cực kỳ trâu luôn. A04S, bảo hành từ tháng 12/2023 nha, máy đẹp, 2.600.000. Bảo hành dài. Note 11S 5G nha, 3.800.000, máy đẹp keng. Con này camera lên đến 50 chấm luôn, lên đến 50 chấm nha. RAM 6128, bản 5G, Note 11S 5G. A23, RAM 4128 đẹp keng nha, 3.250.000. A23. A13, RAM 4128, bản tháng 10, 2.750.000 nha. A52S 5G nè, cái này màu đen hơi trầy, 4.350.000. Note 20 Ultra bản Mỹ nha, 7.950.000 bản Mỹ, ngoại hình 98, bản Mỹ thì sẽ 2 SIM nha, RAM 12GB, bộ nhớ trong thì chỉ có 128GB thôi. Bản Mỹ thì nó làm bộ nhớ sao ít hơn bản Hàn nha mọi người. Note 11, RAM 4128, 2.950.000 nha, Note 11. S21 Ultra 5G bản Hàn Quốc nha. Cái này nó hơi trầy nhẹ nha mọi người, đây nè, hơi trầy nhẹ nha. Hơi trầy nè, hơi trầy viền tí. Ngoại hình thì tầm 97% nha. RAM là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. S21 Ultra 5G Hàn Quốc. Cây này giá bán của bên mình là 8.700.000 nha, 8.700.000. RAM 12GB nha. Và mình có máy đẹp 98 nha. Nói chung máy 98 thì cũng có hơi trầy nhưng mà trầy nhẹ hơn nha mọi người. Đây, trầy nhẹ hơn tí. Máy đẹp 98 nha, S21 Ultra 5G. Cây này thì giá bán của bên mình là 9.300.000. 9.300.000 nha. 9.300.000 nha mọi người. Hôm nay về được có 2 cây. S21 Ultra 5G bản Hàn. Bản Hàn thì sẽ là một SIM nha. Samsung S20 5G RAM 12/128 nha, máy đẹp. Giá bán của bên mình là 4.600.000 nha, máy nguyên zin đẹp nha. S20 5G. Xiaomi Mi 12T RAM 8/128 nha. Mi 12T RAM 8 nó rất nhẹ lưng nè. Giá bán là 6.250.000 nha, Mi 12T. Con này thì hàng chính hãng nha. Chạy chip Dimensity là 8100 nha. Nói chung là máy cũng còn rất là đẹp luôn. Chỉ có cắn nhẹ nó cái lưng thôi. Giá bán của bên mình thì khá là mềm rồi. S21 Plus 2 SIM hàng chính hãng 7.700.000 nha. S21 cộng. Vivo, con này là i1s RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, 1.150.000 thôi. Mềm bèo luôn nha, 1.150.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8/128 máy đẹp, 4.200.000 nha. Mà mình có cây Note 11 Pro 5G nữa, cây này nó bị hơi trầy nè, trầy nè. Cắn nhẹ xíu, giá thì chỉ có 4.000.000 thôi. Note 11 Pro phiên bản 5G nha. Samsung A52 RAM 8/128 ngoại hình 98 nha, 4.000.000. A52 4.000.000 nha. A52S 5G máy đẹp, 4.600.000. A52S 5G. Còn mình có cây này giá rẻ nha, S20 LED 5G. Con này này nó bị phin nha. Đây. Bị vết như thế này nha mọi người. S20 LED RAM 12GB, con này giá rẻ thôi. 3.800.000 nha. S20 LED 5G. Một cây duy nhất nha, 3.800.000. Tiếp theo là cây Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Con này thì này, ngoại hình xấu nha, ngoại hình xấu. Kính camera nứt. Kính trước cũng nứt nè. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 nha, mình bán rẻ cho mọi người thôi. Giá bán của bên mình là 2.700.000 nha, 2.700.000. Note 11 Pro nha, 2.700.000. Giá cho anh em nào mà muốn một con máy chưa cháy thì mua nó nha. Con này là con Oppo A77S nha, RAM 8GB, chạy chip Snap 680. Máy thì đẹp keng 99 nha, không trầy xước luôn. Giá bán của bên mình là 4.000.000 nha, A77S 4.000.000.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G nha. Ngoại hình đẹp, RAM 8GB, Mi 11 Lite 5G nè. Giá bán là 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2 có trầy nhẹ nè. 4 triệu 2 nha, RAM 8 cũng như trong 128GB. Samsung M53 5G, RAM là 8 cũng như trong 256GB. 8256. Ngoại hình nó hơi trầy nè, nó hơi trầy nhẹ tí thôi. Giá bán của bên mình là 5 triệu 7 nha, M53 5G 5 triệu 7. Xiaomi Redmi Note 11. Con này ngoài nó hơi chạy tí nè, này. Note 11. RAM 6 của như trong 128 GB nha, chạy nhẹ xíu. Giá bán của bên mình là 2 triệu 9 nha. Note 11 2 triệu 9, chạy tí 2 triệu 9. Samsung Galaxy Note 10 5G. RAM 12 bao nhiêu trong 256 GB nha, Note 10 5G. Một SIM, con này hơi trầy này, này. Giá bán của bên mình là 4 triệu 2 nha, 4 triệu 2, Note 10 5G, RAM 12, 4 triệu 2 thôi. Samsung Galaxy Note 20 hàng chính hãng nha, đẹp keng, ngoại hình còn rất là đẹp nha. Note 20 hàng chính hãng. Hai SIM, hàng chính hãng thì sẽ RAM là 8 GB nha. Còn như trong 256 GB Galaxy Note 20. Đẹp keng luôn nha, màu xanh. Giá bán của bên mình là 6 triệu 9 nha, 6 triệu 9 Galaxy Note 20 hàng chính hãng. 6 triệu 9 thôi. Xiaomi Mi 11T, con này thì đó viền nó hơi trầy dăm dăm nha. Mi 11T thì sở hữu chip Snapdragon là chip Dimensity 1200 chứ. Con này thì RAM 8 GB, còn như trong 128 màn hình OLED. Camera là 108 chấm nha. Con này thì màn hình nó là đã đảm 144 Hz rồi nha. Rất là mượt luôn. Đây màn hình nó nè. 120 Hz chứ, màn hình nó có thể chỉnh qua 120 Hz nha. Viền thì nó hơi trầy, dăm 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 như thế này. Giá bán của bên mình là 4 triệu 750 nghìn nha. 4 triệu 750 nghìn, Mi 11T, RAM 8 bộ như trong 128 GB. Samsung S20 LED 5G bán Hàn Quốc nha. Hôm nay mình về được vài cây. S20 cộng này bán hàng. Máy đẹp nha. S20 cộng bán hàng máy đẹp. iPad Gen 5 32GB Wi-Fi, ngoại hình đẹp nha. Gen 5 Wi-Fi 32GB. Cây này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 9 nha, 3 triệu 9. Những cái dòng này bên mình là toàn là bên mình bán là hầu như là bán máy zin hết nha mọi người. Máy tình trạng sao mình sẽ báo rõ hết cho mọi người dễ mua. Tiếp theo là cây Mi Bát 5 nha, Mi Bát 5. RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì nói chung mình rất là thích xài cái dòng này nha. Pin cực kỳ trâu luôn, mình để mình xem phim còn hơn 2 3 ngày gì đó mới hết, mới sạc một lần. RAM là 6 GB, màn hình thì độ phân giải tới 2K. Bộ nhớ trong 256 GB nha, tha hồ lưu trữ luôn. Con này chạy con chip Snapdragon là 860 siêu mượt nha, chip này rất là mạnh luôn. Mi Bát 5 256 GB đẹp keng, giá bán của bên mình là 6 triệu 350 nghìn nha, 6 triệu 350 nghìn. Samsung Galaxy Tab A7 Lite nha, RAM 3 bộ nhớ trong 32, con này ngoại hình hơi trầy nha. A7 Lite. Giá bán là 1 triệu 950 nghìn thôi, 1 triệu 950 nghìn, màn hình 8 inch nha. Samsung Galaxy Tab A8 màn hình 10 inch, RAM 4 bộ nhớ trong 64 GB nha, Tab A8 bao da xịn của hãng nha. Tab A8 này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 8 nha, 4 triệu 8. Oppo Reno 8 nha, 5 triệu 350 nghìn, RAM 8 GB, bộ nhớ trong là 256 GB. Ngoại hình đẹp nha,
Triệu luôn 8. Samsung Galaxy Z Flip 3 nha. Con này thì còn bảo hành 256GB nha, hàng chính hãng nha. Trầy nhẹ tí thôi. 256GB hàng chính hãng. Giá bán của bên mình là 8 triệu 8 nha, Z Flip 3. Oppo Reno 8 5G nha, máy đẹp keng 99 luôn. Reno 8 5G. 8256GB. Con này thì chạy chip Dimensity tới 1300 nha, chip rất là mạnh luôn. 5G nè. Pin 4500. RAM 8, mình có hai màu nha, màu xanh đen và màu này là màu vàng. Reno 8 5G, giá bán là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi, máy đẹp keng. Samsung A33 5G nha, A33 5G, hàng chính hãng, bảo hành dài. Ngoại hình đẹp 99 luôn. Đẹp 99 nha. A33 5G, đẹp 99, 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi nha mọi người. Samsung Galaxy A52s 5G nha, A52s 5G. Hoàn đẹp nha, hoàn đẹp. 4 triệu 6 nha. Con này thì được cái là chạy chip 778, RAM là 8GB. Bộ nhớ trong 128 nha. A52s 5G. Oppo Reno 7Z 5G nha, 7Z 5G. Cái này máy đẹp nha. Máy đẹp. Máy đẹp thì giá bán của bên mình hôm nay còn có 5 triệu 350 nghìn nha. 7Z 5G, máy đẹp 5350. Còn máy 98, 5 triệu nha. 7Z 5G nha. Samsung M12 RAM 4 1 nhớ 64GB. Pin trâu bò nha, pin con này 6000 M12. Ngoại hình đẹp keng luôn. Đẹp nha, còn siêu chưa lột nữa nè. Ngoại đẹp keng M12 nha, pin trâu bò, RAM 4 1 nhớ 64. Giá bán của bên mình là 2 triệu 650 nghìn nha. 2 triệu 650 nghìn. Con này là con Realme C11 RAM 2 1 nhớ 32GB. Máy đẹp 99 nha. C11 này RAM 2 1 nhớ 32, phiên bản 2021 nha, máy còn đẹp keng luôn, rất là đẹp nha. Con này thì giá bán của bên mình là 1 triệu 650 nghìn nha. C11 RAM 2 1 nhớ 32, 1 triệu 650 nghìn. Samsung Note 20 Ultra hàng Việt Nam, 2 SIM nha, RAM 8 256, ngoại hình đẹp, giá bán là 8 triệu 8 nha. 8 triệu 8. Mình có một cây S22 LED nha. Con này thì RAM 8 256, phiên bản 256GB, trầy nhẹ nha. Hôm nay mình sẽ giảm giá cho mọi người con này với giá là 11 triệu rưỡi nha. 11 triệu rưỡi S22 LED. Samsung A32 nha, RAM 6 1 nhớ 128GB, ngoại hình đẹp 98 nha. Giá bán là 3 triệu 250 nghìn. 3 triệu 250 nghìn thôi. S21 Ultra hàng Việt Nam nha, con này ngoại hình tầm 97 nha, ngoại hình 97 hơi trầy. 9 triệu 3 nha, 9 triệu 3. S21 FE RAM 6 128, máy đẹp 99 nha, 7 triệu. Đẹp keng 99 mới được 7 triệu nha mọi người. V23 5G 5 triệu 350 nghìn nha, đẹp keng 99. V23 5G màu vàng nha, đẹp keng 99. Oppo Reno 6 nha, con này màn hình nó ám nhẹ thôi, xíu thôi. 4 triệu rưỡi nha, Reno 6 5G, 4 triệu rưỡi. Máy đẹp keng luôn. Samsung Galaxy Z Flip 4 nha, còn bảo hành tới tháng 8 2023. Ngoại hình đẹp 98 nha, ngoại hình còn khá đẹp nha, đẹp 98. Giá bán là 11 triệu nha. Z Flip 4 11 triệu. Reno 8Z 5G, máy đẹp keng, 5 triệu rưỡi, 8Z 5G nha. Con này tầm 98 nha, máy 98 5 triệu rưỡi, máy 99 sẽ là 5 triệu 9 nha. OnePlus 9 nha, 6 triệu 7, OnePlus 9 đẹp keng 6 triệu 7 nha. Xiaomi Mi 11T RAM 8, bộ nhớ trong là 256GB luôn nha, Mi 11T. Ngoại hình đẹp 98, 5 triệu 350 nghìn nha, Mi 11T.
Samsung Galaxy Z Fold 3 nha, bảo hành tới tháng 6 2023, ngoại hình đẹp nha. Ngoại hình còn khá là đẹp. Tầm 98 nha. Giá bán là 14 triệu 8, Z Fold 3 14 triệu 8 nha. RAM là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Z Fold 4 hai SIM luôn, con này cũng trầy nhẹ nha, trầy nhẹ này, này Z Fold 4 trầy nhẹ. Hàng Việt Nam còn bảo hành luôn nha. Giá bán là 19 triệu rưỡi nha. Z Fold 4 RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Và mình có một cây này cũng trầy như này, nhẹ này, 19 triệu rưỡi luôn, Z Fold 4 luôn nha. 19 triệu rưỡi. 256GB hết nha, RAM 12GB. S22 Ultra một SIM, RAM 12, bộ nhớ trong là 512GB luôn, bộ nhớ trong 512GB bản hàng nha. Ngoại hình đẹp, keng luôn. Giá bán là 15 triệu 8, S22 Ultra phiên bản là cao nhất luôn rồi. Phiên bản cao nhất nha. Samsung A53 5G RAM 8/128 đẹp keng nha. A53 5G thì hiện tại bên mình này còn màu cam nè. Màu này là màu xanh nha. Thêm màu đen nữa, nha. A53 5G RAM 8/128. Giá bán đẹp keng là 5 triệu rưỡi nha. Mình có cái màu đen này hơi trầy tí, đây màu đen thì cắn xíu nè. Màu đen thì rất là rẻ, chỉ 4 triệu 8 thôi nha. A53 5G. A23 nha, RAM 4/128, bảo hành tới tháng 8 2023 nha, ngoại hình đẹp keng luôn. A23. Giá bán là 3.250.000 nha, 3.250.000. Tecno Bova 2 nha, con này RAM 4 bộ nhớ trong 64, ngoại hình đẹp, 2.500.000 nha. Tecno Bova 2. Oppo Reno 7. Reno 7 nha, Reno 7 với Reno 8 nó giống hệt nhau nha mọi người. Đây, Reno 7, Reno 8 này, nhìn giống hệt luôn à. Reno 7 thì bên mình đang bán với giá là 5 đang bán với giá là 4.700.000 nha. Reno 7, 4.700.000. Reno 7 sẽ là RAM 8/128 và Reno 8 là RAM 8/256 nha. Đây, hai cái giống hệt nhau. Nhìn không biết được nào là Reno 7, nào là Reno 8 nha. Giống y chang luôn. Giá thì nó chênh lệch nhau xíu. M53 5G nha. Cắn sườn. 5.500.000 nha, M53 5G. Vivo V23 5G, con này chạy nhẹ nha, chạy nhẹ sườn, đây chạy nhẹ sườn nè. 23 5G, con này chạy chip Dimensity là 920 nha, màn hình OLED. Giá thì chỉ có 4.450.000 thôi nha, 4.450.000. Vivo V25e RAM 8/128 máy đẹp 99 nha. Giá bán của bên mình là 4.700.000 nha, V25e 4.700.000 thôi. Và mình có V25 5G nữa nha, V25 5G ở đây đẹp keng, giá bán là 5.800.000, V25 5G nha. Mình có cái V25 Pro nữa nha, đây V25 Pro thì được cái nó sử dụng màn hình cong nha, màn hình cong luôn, và hình đẹp 99 như mới luôn. Giá bán của bên mình là 8.200.000 nha, V25 Pro 8/128 đẹp như mới luôn, 8.200.000 nha mọi người. Vinmax ROG 4 nha, ROG 4 nha. Soi 4 RAM 3 bộ nhớ trong 64 đẹp như mới, 2 triệu thôi. Vinmax Soi 4 nha, 2 triệu. Máy đẹp như mới nha. iPhone 13 màu hồng 256GB nha. Con này thì vẫn còn bảo hành tới tháng 8 nha. Máy đẹp keng như mới luôn, 256GB hàng Việt Nam. Con này hình như là pin 97 nha mọi người, máy đẹp keng luôn nè. Giá bán của bên mình là 15 triệu nha. iPhone 13, 15 triệu. Samsung Galaxy Note 20 hàng Việt Nam nha, máy còn là đẹp 99 nha. Note 20 này thì bản hàng chứ. Bản hàng nha. Note 20 5G bản hàng, ngoại hình đẹp 99. Giá bán của bên mình là 5.500.000 nha. Note 20 5G bản hàng đẹp keng 99 màu xanh, 5.500.000. Con này là con
iPhone 11 Pro Max nha, máy nguyên zin, còn này thì máy lock nha, máy lock, pin còn 79, pin bảo trì rồi 79, nhưng mà thật sự pin zin của nó thì xài cũng rất là ok nha. Pin dịch vụ nè, máy lock 64 GB, lock nó để sim đã khóa nha, 11 Pro Max ngoại hình đẹp. Giá bán của bên mình là 7 triệu rưỡi nha, 7 triệu rưỡi pin 79 11 Pro Max. Oppo Reno 6Z 5G, cái này thì hình nó ngoại hình nó hơi trầy nha, hơi trầy tí. Giá bán là 3 triệu 450 nghìn nha, 6Z 5G, màn hình đẹp. 3 triệu 450 nghìn, RAM là 8, bù nhớ trong 128. Con này hình như là chạy chip Dimensity là 800, này, 800. Reno 6Z 5G nha. iPhone 11, con này thì màn hình nó hơi trầy, đã dán cường lực rồi nha. Pin 85, màu đỏ 64 GB nha. Viền nó cũng hơi chạy nè, đây hơi xấu nha. iPhone 11 đã dán kính rồi nha mọi người, đã dán kính rồi, máy hơi chạy, hơi chạy nha. iPhone 11 này thì giá bán của bên mình là 5 triệu 9 nha. iPhone 11 5 triệu 9, pin 85 64 GB quốc tế nha. XS Max màu gold, ngoại hình đẹp nha. Pin 88 nha, 64 GB bản Mỹ. XS Max pin 88 màu gold, giá bán là 7 triệu nha, máy đẹp nha. Có thêm màu trắng nữa, màu trắng cũng đẹp. Pin 87, màu trắng thì 6 triệu 9 nha mọi người, 64 GB pin 87 màu trắng 6 triệu 9 nha. XS Max A52s 5G nha, ngoại hình đẹp, 52s 5G, RAM 8 128, chip 778 nha, có trầy nhẹ tí. Con này thì ngoài tầm 98 thôi, giá bán của bên mình 4 triệu rưỡi nha. Samsung A13 RAM là 6 như trong 128 GB nha, A13. Giá bán của bên mình là 2 triệu 850 nghìn nha, A13. A13 tiếp nha. Con này RAM 4 của như trong 128 GB nha, A13. Giá bán là 2 triệu 750 nghìn. 2 triệu 750 nghìn nha. Samsung Galaxy A04s nha, A04s máy đẹp, 2 triệu 6 nha, A04s nha, 2 triệu 6 máy đẹp. Samsung A52 ngoại hình đẹp, giá bán của mình là 4 triệu nha, A52. Vivo, con này là Y21S nha. Y21S thì nó sẽ là camera 50 chấm nha mọi người. RAM là 4 như trong 128 GB, con này vỏ nó hơi xấu nha. Y21S, giá thì chỉ có 2 triệu 150 nghìn nha, 2150. Oppo Reno 8 5G nha. Máy đẹp 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi máy đẹp nha. Xiaomi, con này là con Mi 10S nha, RAM 8 bù nhớ trong 128 GB, máy đẹp 98, 6 triệu Mi 10S này, 6 triệu nha, máy đẹp. Xiaomi Mi 12 Pro, con này lưng da nha, lưng da ngoại hình đẹp keng luôn, giá bán là 9 triệu 2 nha. Xiaomi 12 Pro 9 triệu 2, máy đẹp. Oppo Reno 5A RAM 6 còn như trong 128, giá bán là 3 triệu 4 nha. Reno 5A 3 triệu 4.
A73 nha, máy đẹp 99, 6 triệu 7 nha, Samsung A73, máy đẹp E99. iPhone SE, pin thì còn 83, giá bán là 3 triệu 4, máy đẹp 98 nha, iPhone SE, con này là SE 2020. S21 LED 1 SIM, 7 triệu 8 nha. Máy đẹp S21 LED. Xiaomi Redmi Note 9 Pro nha, nấc cái lưng nè, giá rẻ chỉ có 1.850.000 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 720G, pin con này tới hơn 5.000 luôn. Camera là 64 chấm nha, màn hình Full HD. Oppo Reno 6Z 5G đẹp keng nha, giá bán là 3 triệu 9, 6Z 5G. Note 11 Pro máy đẹp 4 triệu 2 nha, Xiaomi Note 11 Pro. Này có Google Pixel nữa nè. Google Pixel 4XL nha, RAM là 6 164, mặt lưng hơi trầy, mặt trước nó cũng có hơi trầy nha. 4XL nha, lưng trầy, trước hơi trầy nè. Giá chỉ có 3 triệu rưỡi thôi, Pixel 4XL nha. Sony XZ2 vì mới âm, RAM 6 vừa như trong 64 GB, 1 triệu 950.000 thôi. Máy to là phá luôn nha. Vivo V20 phiên bản 2021 nha, giá bán chỉ có 2 triệu 6 thôi. Bản 2021 này nó chạy chip Snapdragon là 730 nha mọi người. Redmi Note 11 RAM 4 128 2 triệu 950.000 nha, RAM 4GB, hầu như trong là 128 GB. Xiaomi Redmi Note 11 nha, RAM 4 128, full box có sạc zin luôn, 3150, 3 triệu 150.000. Poco X3 Pro, X3 Pro nha, RAM là 8 bộ như trong 256 GB, có sạc luôn, giá bán là 3 triệu 8 nha. X3 Pro thì camera 48 chấm, chạy chip 860 nha, chip này rất là mạnh, anh em nào mà mua chiến game thì mua cái chip đó là rất là ok luôn. Snapdragon 860, giá thì chỉ có 3 triệu mấy thôi, nhưng mà chip 860 thì chiến game vô đói. Tecno Bova 2 nha, mình còn được vài cây, giá bán là 2 triệu 7, RAM 4 bộ như trong là 64 GB, máy này đẹp như mới nha. OVA 2 pin 7000, màn hình 6.9 Full HD. Poco X4 GT nha, 8128, con này sẽ chạy chip là Dimensity là 8100 nha. Giá bán của bên mình là 5 triệu 3, giảm giá còn 5 triệu 3 thôi. RAM là 8GB, hàng chính hãng còn bảo hành dài. S22 5G hàng chính hãng nha, 9 triệu rưỡi, có hai màu này, màu hồng và màu đen. Và có cây Z Fold 4 nha, giá bán là 19 triệu 8 nha, con này 19 triệu rưỡi, con này màu màu đen nhé, 19 triệu rưỡi nha, Z Fold 4 bảo hành tới tháng 8 2023 nha. Z Fold 4 chỉ có 19 triệu rưỡi thôi, hàng Samsung Việt Nam nha, còn bảo hành hôm nay thì có cây Samsung S20 FE nha, S20 FE, con này viền nó hơi xấu, viền hơi xấu nè. RAM là 8GB, bộ nhớ trong 256, chip 865, hàng chính hãng 2 SIM nha. Hàng chính hãng 2 SIM, sườn nó hơi cắn xíu. Giá bán của mình chỉ có 5 triệu thôi nha, 5 triệu. RAM 8256 S20 FE. A52s 5G nha. Đây, A52s 5G. Cái này ngoại hình hơi trầy nha, hơi trầy. Giá bán của bên mình là 4 triệu 250 nghìn, 4 triệu 250 nghìn nha, A52s 5G. Samsung S21 LED nha, S21 LED hàng chính hãng, ngoại hình thì nó hơi trầy. Giá bán của bên mình là 7 triệu 7 nha, 7 triệu 7, S21 cộng, hàng chính hãng 2 SIM. Oppo Reno 8Z 5G, ngoại hình đẹp 98 nha, 8Z 5G. Con này bán rẻ cho mọi người với giá là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi nha.
8Z 5G, mình có máy đẹp như mới thì giá bán là 5 triệu 9 nha. Samsung Note 20 Ultra 5G, con này thì bản Mỹ. Bản Mỹ thì sẽ là hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha. Ngoài nó hơi xấu xíu. Giá bán là 7 triệu 9 thôi, 7 triệu 9 nha. Con này thì RAM hình như là 12GB, bộ nhớ trong 128GB nha. Note 20 Ultra 5G bản Mỹ. iPhone 12 hàng Việt Nam đẹp keng nha, khá là đẹp luôn. Con này màu xanh ngọc nha. Pin con này thì còn 86 64GB hàng Việt Nam. Hay hàng VN nha, 64GB. Đẹp keng. Cài nhẹ thôi. Giá bán là 9 triệu nha, 9 triệu. iPhone 12 Việt Nam. Samsung Galaxy Note 10 Plus hàng Việt Nam. Ngoại hình đẹp 98 nha, có hơi trầy nè, này hơi trầy nè. Những cái này thì tới thời điểm này thì book chụp hình từ xa sẽ không được nha, còn mọi tác vụ viết, ghi vẽ rồi thì còn thoải mái nha, bình thường không lỗi. Note 20 Ultra nha. Note 10 Plus nha, Note 10 Plus. RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB hàng Việt Nam, hai SIM nha. Cái này giá bán của bên mình là 5 triệu 7. Trầy nhẹ. 5 triệu 7 nha. Note 10 Plus hàng Việt Nam. Samsung A52s 5G. A52s 5G nha. Chạy chip Snap 778. Con này thì ngoại hình còn tương đối đẹp. RAM là 8, bộ nhớ trong 128 màu xanh. Có hơi xấu nhẹ tí thôi nha, xấu nhẹ tí thôi. Con này tính ra đẹp keng chứ không xấu nha mọi người, con này đẹp. Giá bán là 4 triệu 6 nha, 4 triệu 6. Mình có cái này hơi trầy tí nè, trầy nhẹ tí này này. Cái này thì giá bán của bên mình là 4 triệu 4. A52s 5G nha. Này về 2 cây. Con này là con Oppo A74 nha. Ngoại hình đẹp 98, có trầy nhẹ, RAM 8, 128 nha. Con này chạy chip Snapdragon là, con này hình như là không phải chạy chip Snap nha mọi người. Chạy chip Snapdragon nha, RAM 8, 128, màn hình OLED. Camera là 48 chấm, mọi lần nó hơi chạy. Giá bán của bên mình là 3 triệu 1 nha. Vivo A53 RAM 8, 128, ngoài hình hơi chạy nè, viền nó hơi chạy, thì 53 nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 3 triệu, 2 triệu 9 thôi. A53, 2 triệu 9. Con này là con Oppo A57, RAM 4, phiên bản 128GB nha, ngoại hình đẹp 98, có trầy nhẹ. 3 triệu nha. A57, 3 triệu. Samsung A72, A73 chứ đẹp keng. A73 đẹp keng nha. Giá bán của bên mình là 6 triệu 7 nha, 6 triệu 7 thôi. Samsung A13 nha. A13. Máy đẹp, RAM 4 là 2.750.000 nha. RAM 4 128, 2.750.000. Mình có con Samsung M32 nha, mặt lưng nó hơi chạy. Con M32 này thì màn hình rất là đẹp luôn, màn hình là màn hình AMOLED nha. RAM 8 128, màn hình của con M52 này, M32 này nó rất là đẹp nha mọi người. Nó cực kỳ rực rỡ luôn. RAM 8 128 có cái viền mà có cái lưng thì nó hơi chạy, tại lưng nó làm khá là bóng nha. Giá bán của mình là 3.450.000 nha, 3.450.000 thôi. Realme 8 Realme 8 hơi chạy. 3.050.000 nha, Realme 8 sườn hơi chạy, 3.050.000. Realme Nazo 50i RAM 4 mà như trong 64GB luôn. 1.850.000 thôi. Nazo 50i nha. RAM là 4 mà như trong 64, ngoại hình còn khá là đẹp nha. 1.850.000. RAM khá là lớn. iPhone X.
mắc phay màn zin nha, con này zin luôn, mắc phay men zin màn zin. Cái camera này có đốm nhẹ xíu nha, đây nó có đốm nhẹ tí nè, tí nha nha. Camera chân dung nó cũng có nữa, đây, camera chân dung nó hơi đốm này, đây, hơi đốm nha. Con này là con iPhone X men zin nha, màn hình zin luôn nha mọi người. Nói chung cái đốm thì nó đốm nó chập chập vô nền trắng thì mình mới thấy thôi chứ nó cũng khá là mờ. Phay đây sự cố này, máy zin nha, hàng Việt Nam luôn, 64 GB. Cái màn hình là zin này nó rất là giá trị, tại màn hình này nó tới gần 2 triệu rồi, màn hình zin nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 3 triệu 2 thôi, iPhone X 3 triệu 2. iPhone 11 64 GB, pin 83, máy zin nha, hàng Việt Nam luôn nha, 64 GB hàng Việt Nam, pin 83, đẹp keng, 6,8 triệu nha, đẹp keng 6,8 triệu. Tiếp theo iPhone tiếp nha, cái này về được mấy cái iPhone nữa nè. iPhone 13 Pro Max, những cái 13 Pro Max này thì nói chung là màn hình nó là màn hình Samsung nha, màn hình Samsung, mình đã chết màn hình Samsung rồi, màn hình Samsung thì anh em khỏi lo về màn hình nha. Con này máy lock nè, máy lock này anh em có thể cài sim ghép vô là xài nha, 128 GB, màu xanh bản Mỹ. Con này lock AT&T nha, có ghép sim, bên mình thì không hỗ trợ ghép sim nha, anh em gì có thể tự ghép. Ngoại hình thì còn khá là đẹp luôn, 15 triệu nha, iPhone 13 Pro Max 128 GB, máy lock nha, 15 triệu. Quốc tế nữa, 13 Pro Max 128 GB quốc tế, ngoại hình đẹp. Con này thì màn hình linh kiện chính hãng rồi, mà máy Việt Nam nha, đã bảo hành màn hình rồi, anh em khỏi lo bị sọc luôn. Pin cũng còn 97 luôn, pin cao nha, 13 Pro Max 128 GB hàng Việt Nam, pin cao. Giá bán của bên mình là 18 triệu rưỡi nha, 18 triệu rưỡi cho màu xanh hàng Việt Nam. Còn có thêm một cây này là màu gold, gold 13 Pro Max luôn nha, hàng Việt Nam luôn nha mọi người, hàng Việt Nam luôn, 128 GB, 13 Pro Max, pin 92, toàn là pin cao không nha, pin 92 màu gold. Con này cũng có trẻ nhẹ tầm 98-99 nha, 98-99 màu gold. Cây này thì giá bán của bên mình là 18 triệu 7 nha, 18 triệu 7 màu gold nha, 13 Pro Max hàng Việt Nam, 18 triệu 7 nha. Samsung M53 5G nha, con này thì sự nó có cắn vết này, M53 5G, máy 97 thôi, giá bán là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. iPhone 11 máy lock nha, con này phiên bản 128 GB luôn, pin cao, pin 90, ngoại hình đẹp keng, giá bán thì chỉ có 5 triệu 350 nghìn thôi, 5350. XS 64 GB, pin 100, máy đẹp 98, 5450 nha, iPhone XS máy nguyên zin nha, 5 triệu 450 nghìn. Và mình có cái XR pin 100 luôn, 128 GB, máy đẹp 98 nha, 5 triệu 950 nghìn. Mấy cái này là máy zin hết nha mọi người, máy zin hết. Samsung Galaxy A73 5G nha, cây này thì nó còn bảo hành rất là dài luôn, bảo hành chính hãng còn hầu như là gần 1 năm luôn, giá bán là 6,9 triệu nha, 6,9 triệu ha, 73 5G, bảo hành chính hãng rất là dài luôn, 1 năm nữa nha, 6,9 triệu. iPhone 11 Pro Max 64 GB, máy đẹp 98 nha, 10 triệu, 11 Pro Max, máy đẹp 98, 10 triệu nha. Xiaomi Mi 12 Pro 8128, máy xách tay chưa có tiếng Việt nha. Mi 12 Pro. Máy thì có dáng, ngoài hình đẹp như mới luôn nha, như mới luôn. Con này sạc, nhìn sạc nhanh của nó là 120W là siêu nha. Cục sạc này tính ra nó đã 400-500 nghìn rồi nha mọi người. Giá bán của bên mình cái này là 9 triệu nha, Mi 12 Pro, máy xách tay chưa có tiếng Việt nha, chưa cài ROM tiếng Việt. Con này thì chạy chip 8 Gen 1, màn hình OLED nha, màn hình cong, loa thì rất là ngon nha, loa này loa Harman Kardon.
Tecno Bova 2, Bova 2 RAM 4 như trong 64, mình có 3 màu nha. Hiện tại mình đang có 3 màu, màu đen nè, màu này màu xanh và màu bạc nha. Máy thì đẹp như mới luôn, có sạc zin nha. Sạc zin của con này là 18W, con này thì pin lên đến 7000, màn hình 6.8 Full HD nha. Chip Helio G85, camera là 48.6.9 nha, màn hình từ 6.9 lên luôn. Máy đẹp như mới nha. Giá bán của mình là 2.700.000. Con này là con Lenovo Legion i70 nha. Con này thì chạy chip Snapdragon là 888 cộng Gen 1 nha. RAM 8128, máy cũng đẹp như mới luôn. Con này thì sách tay chứa tiếng Việt, anh em nào dùng con máy mà muốn chuyên game thì mua con này nha. 88 cộng Gen 1 nha. Giá bán của bên mình hiện tại chỉ có 7.300.000 nha. i70, Legion i70 chỉ 7.300.000 nha. Xiaomi Mi 12 RAM 8128, con này ngoại hình 98 nha. Ngoại hình 98, mình có hai màu bạc và đen. Giá bán của bên mình là 7.700.000 nha, giảm giá thôi, còn 7.700.000. Xiaomi 12 chip 8 Gen 1 full box. Con này thì RAM 8 bộ nhớ trong 128 chạy chip 8 Gen 1 nha. Magic 7. Con này cũng hình như chạy chip 8 Gen 1 luôn nè, Magic 7 nha, một con máy chuyên game sạc siêu nhanh. Sạc con này tới 165W nha. Sạc siêu nhanh luôn, siêu khủng. Đây. Giá bán hiện tại của bên mình chỉ có 8.800.000 thôi, Magic 7 nha, full box 8.800.000. Cái này là cái Vivo Neo 6 nha mọi người, chạy chip Snapdragon là 888. Con này chip 8 Gen 1 nha mọi người, chip 8 Gen 1 chứ không phải 888. RAM là 8128 nha, máy đẹp keng 99 luôn. Con này thì camera chụp hình cực kỳ nét. Vivo thì chụp hình rất là đẹp nha mọi người, Vivo Oppo rồi chụp hình cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nói chung là Neo 6, ngoại hình keng nha, kiểu dáng cũng đẹp nữa. Màn hình là màn hình OLED nha. Giá bán thì chỉ có 7.600.000 thôi. Renault 8 5G, RAM 8256, máy đẹp 99 nha. Giá bán thì chỉ có 7.500.000 thôi. Con này máy mới cũng còn khá cao nha. Mình có hai màu, màu này là màu xanh đen và mình có thêm màu vàng nữa nha, có thêm màu vàng nữa. Samsung M53 5G 6.200.000, máy đẹp 98 nha, M53 5G. Oppo Reno 8 RAM 8256, 5.350.000 nha, Reno 8. Samsung A53 5G 8128, máy đẹp 99, 5.500.000 A53 5G. Oppo Reno 7 nha, RAM 8128, máy đẹp 99, 4.700.000 nha, Reno 7. Máy đẹp keng 99, 4.700.000. Vivo V23 5G, máy đẹp keng luôn, mình có hai màu nha. V23 5G thì mình có màu xanh đen như thế này và mình có thêm màu vàng nữa, màu vàng rất là đẹp. Con này là con Poco F4 GT nha, chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1, RAM 8128, hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành, ngoại hình đẹp 98 nha. F4 GT. Cây này thì giá bán của bên mình là 7.000.000 nha, có trầy nhẹ. Có cây V23 5G, cây này ngoại hình hơi trầy xíu, giá thì chỉ có 4.450.000 thôi, V23 5G nha. Đồng hồ nha. Đồng hồ này là Samsung Galaxy Watch 4 nha mọi người, Watch 4 nè. Galaxy Watch 4 nha. Con này size tầm 45 nha mọi người. Watch 4 nè, size tầm 45, 5 hay 4 mấy vậy đấy. 44, size 44 nha, Galaxy Watch 4 size 44, đẹp keng nè. Giá bán của bên mình là 2.600.000 nha mọi người, Watch 4, giá chỉ có 2.600.000 thôi. Mình có Watch 4 bản LTE nha, bản này bản có nè, núm này là LTE nha, đẹp keng luôn, giá bán là 3.000.000 nha, 3.000.000, Watch 4 LTE, 3.000.000. Mình có hai cái Apple Watch Series 3 size 38 nha, xả cho mọi người với giá là 1.700.000 nha. Apple Watch Series 3 size 38, xả 1.700.000 thôi. Samsung Galaxy Watch 3 nha, size 45, con này bản LTE luôn nha, bản LTE. Thì nói chung là những cái này thì giờ ngoại hình nó hơi trầy trầy, bán rẻ cho mọi người thôi, với giá là 1.400.000 nha, 1.400.000.
Samsung Galaxy Watch 2 nữa nha. Đây mình có Watch 2 nữa nè. Watch 2 thì mình có hai bản nha. Bản 38 và bản 44 nha. Bản 40 và bản 45 chứ. Watch 2 nè, bản 40 bản 45. Tùy theo tay to thì đeo to mà tay nhỏ đeo nhỏ nha. Giá cực kỳ rẻ thôi, mình xả cho mọi người với giá là 1 triệu mốt nha. Đồng hồ thì mình không có kèm sạc nha. Sạc anh em đặt trên Shopee rất là rẻ nha mọi người. Đồng hồ thì mình chỉ bao anh em một tuần thôi. Bán xả, cái lô này bán xả nha, giá cực kỳ rẻ. Là mình có một cái laptop nha, laptop này là laptop ThinkPad nha. ThinkPad thì dòng này là dòng siêu bền nha. Đây, siêu bền. Con này thì Core i5 thế hệ 8 nha. Đây, cái mã này nè, anh em chỉ search cái mã ra nha. E490 ThinkPad nè, máy đẹp keng luôn. Đây, E490 nha, dòng ThinkPad là dòng rất là bền nha. Siêu bền, siêu trâu luôn. Cái này thì giá bán của bên mình là Core i5 thế hệ 8, mình bán cho mọi người với giá là 5 triệu 8 nha. ThinkPad. Tiếp theo là một cái laptop Acer nha. Cái này thì nói chung nó còn dạ, còn keo nha mọi người, còn keo này. Chứ lột ra đẹp keng nha, lột ra đẹp keng luôn nha. Top Acer. Con này thì phiên bản Acer nha, đây. Để cái cấu hình cho mọi người dễ tham khảo nè. Máy tính sách tay Acer nè. Nó cái mã này nha. Con này thì nói chung là cấu hình là Core i5 thế hệ 10 nha, Core i5 thế hệ 10. À, nguyên zin luôn, còn nguyên tem siêu luôn nhé. Ngoài hình thì nó có hơi trầy xước nha. Đây, nó hơi trầy xước tí. Con này màn hình rất là to luôn, màn hình chắc tầm cỡ 15.6 inch nha, Core i5 thế hệ 10. RAM là 8GB, SSD là 512GB nha. SSD thì nó chạy rất là mạnh rồi. Nguyên zin. Model của nó này nha mọi người, đây model này. Anh em nào mà muốn biết chi tiết mình cứ search cái model là sẽ ra nha. Đây. Con này thì giá bán của bên mình là Core i5 thế hệ 10 nha, Acer, màn hình cực kỳ to luôn. Giá bán của bên mình là 6 triệu 8 nha, 6 triệu 8. Hôm nay mình có một cái laptop Lenovo nha, cực kỳ đẹp luôn, ThinkPad nha. Con này vỏ nhôm, cực kỳ chắc chắn, ThinkPad. Core i5 thế hệ 11. Model của nó này ThinkPad 14G2 nha, 14G2. Con này thì nói chung là SSD 512 luôn, RAM 8. Còn khá đẹp nha, Lenovo này, Core i5 thế hệ 11 nha. Máy rất là mỏng, đẹp keng. Đẹp keng nha. Lenovo ThinkPad nha, đẹp keng. Rất là mỏng và đẹp nha. Cái này giá bán của bên mình là 10 triệu nha, 10 triệu. Lenovo ThinkPad. Lenovo ThinkPad 14G2 nha. Mã nó là vậy. Con này là con HP nha, con HP này thì như là Core i3 thế hệ 11 này, RAM 4GB. SSD là 256GB nha, Win 10. Máy thì nguyên zin luôn, cái này thì như còn bảo hành hãng luôn nha. Còn nói chung là ngoại hình còn khá đẹp nha. Đeo Core i5 thế hệ 10. Anh em chỉ cần muốn biết chi tiết mình cứ search cái mã ra nha, cho nó dễ nha. Tại laptop thì nó cứ Core i mấy thế hệ mấy thôi. Con này Core i3 thế hệ 10, đẹp keng. HP, giá bán của bên mình là 6 triệu 8 luôn nha. Core i3 thế hệ 11 chứ, Core i3 thế hệ 11, 6 triệu 8 nha. RAM 4, SSD 256. S21 5G này thì bên mình còn khá là nhiều màu luôn nha. Có màu trắng, màu tím, màu hồng, đầy đủ tất cả các màu nha mọi người. RAM là 8, màu nhớ 256, bản hàng. Giá bán hôm nay chỉ còn 6 triệu rưỡi nha. Con này là con A23. Những cái này thì nó còn bảo hành chính hãng nha, bảo hành khá là đẹp luôn. RAM 4, 128 này. Giá bán là 3 triệu 3 thôi. 3 triệu 3 này. Samsung Galaxy S22 bản hàng nha, máy đẹp keng luôn. S22 bản hàng thì RAM 8, màu nhớ trong là 256GB nha. Máy thì nhỏ gọn, một SIM, ngoại hình đẹp keng như mới luôn. Màu này màu tím nha, S22.
Giá bán của bên mình là 8 triệu tư nha, 8 triệu tư S22 bản hàng. Samsung Galaxy M53. Con này chắc là M33 nha mọi người, M33 5G. Ngoại hình thì tầm 98 nha. Cái này giá bán của bên mình là 4 triệu 2 nha. M33 5G thì sẽ là RAM 6 và trong 128GB. Cái này cái Vivo V25 5G. Ngoại hình đẹp 99 nha. V25 5G thì màn hình ở OLED nha. RAM là 8GB. Ủa nhớ 128 và con này chạy chip Dimensity là 900 nha, 900. V25 5G hàng chính hãng đẹp keng. Giá bán của bên mình là 5 triệu 7 nha. Vivo V21 5G cũng còn khá là đẹp luôn. V21 5G cũng RAM 8GB. Bộ nhớ trong tới 256GB nha, con này bộ nhớ nhiều. Ngoại hình đẹp 98 99 nha, 98 thôi. Giá bán là 3 triệu rưỡi nha. V21 5G màn hình đẹp không đáng mang. Xiaomi Redmi Note 11 Pro ngoại hình đẹp. RAM 8 bộ nhớ trong 128 màn hình OLED nha. Pin con này khá là trâu luôn. Note 11 Pro. Màn hình OLED, pin trâu, máy đẹp nha. Giá bán là 4 triệu 3. 4 triệu 2 thôi. Sharp R5 nha. RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB, chạy chip 865 nha mọi người. 865, con này nó bị dơ xíu nha. Chip 865, RAM 12, bộ nhớ 256. Con này thì hầu như là máy chống nước nha, máy Nhật thì nó sẽ chống nước. Này, mặt trước này nó có nút home luôn. Màn hình khá là to luôn nha. Bản Nhật thì nó sẽ có cái giao diện hơi khó xài tí nha. Sharp R5, RAM 12GB, giá bán 3.950.000 nha. 3.950.000. Con này là con Vivo i35 8128 3.950.000 nha, RAM 8GB. Con này RAM 8GB mà nó được cộng thêm 8GB RAM từ bộ nhớ nữa nha. Nếu mà dùng hết 8GB RAM rồi nó sẽ cộng thêm 8GB từ bộ nhớ nữa để nó chạy đa nhiệm nha. Là thành RAM tới 16GB luôn. Giá bán là 3.950.000 nha. OnePlus 9 RAM 8128 giá bán là 6.850.000 nha, OnePlus 9. OnePlus thì nó rất là mượt luôn. OnePlus nó chạy Android hầu như thuần Google nên rất là mượt nha. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8128 màn hình 98, 4 triệu 2 nha. Con này là con Z Flip 4 nha, 8128 màn hình thì tầm 97 thôi. Hàng Việt Nam còn màn hình dài, nói chung là màn hình nó còn khá là đẹp nha, chỉ có trầy nhẹ xíu thôi. Trầy nhẹ tí thôi nha. Cái màu vàng này nó xi nó rất là dễ trầy, trầy nhẹ tí thôi. Giá bán thì chỉ có 11 triệu thôi, 11 triệu. Rồi, anh em có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình nha. Anh em có thể nhắn tin qua trang fanpage hoặc là bên Zalo nha. Anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ.